xin chào tất cả các em đã tham gia buổi học truyền hình ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phan Thị Hồng Thắm, là giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Để tiết học đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách, vở và các đồ dùng học tập trên mặt bàn. Trước khi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy quan sát cho cô một số hình ảnh sau. Hãy dự đoán xem những hình ảnh đó cô đang muốn nói về vấn đề gì. Cô tin là các em đã đoán được ra vấn đề mà cô muốn nhắc tới ở đây. Đúng rồi, đó chính là năng lượng. Năng lượng đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong đời sống, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các em cùng cô đi tìm hiểu chủ đề sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Bài 12, năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Nếu các em dùng sách giáo khoa, các em dở cho cô trang 154. Nếu các em dùng sách hướng dẫn học khoa học tự nhiên lớp 9 tập 2, các em dở cho cô trang 151. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu xem có những dạng năng lượng nào. Thứ hai, khi nào ta nói một vật có năng lượng. Thứ ba, cách nhận biết các dạng năng lượng. Và vấn đề thứ tư, đó là khả năng chuyển hóa giữa các dạng năng lượng. Bây giờ, cô cùng các em sẽ nhắc lại, chúng ta đã được học, đã được biết những dạng năng lượng nào. Các em hãy nhớ lại những dạng năng lượng mà chúng ta đã được học, đã được biết và liệt kê vào vở. Đó chính là cơ năng. Cơ năng thì bao gồm động năng và thế năng. Nhiệt năng, điện năng, quang năng và hóa năng. Đó chính là 5 dạng năng lượng mà chúng ta đã được học, đã được biết. Bây giờ các em hãy cùng cô tìm hiểu tiếp về vấn đề thứ hai. Đó là các dạng năng lượng này sẽ được nhận biết bằng cách nào và sự chuyển hóa giữa chúng ra sao? Các em nghiên cứu phần 1 La Mã, năng lượng. Cô có câu hỏi thứ nhất. Ở các lớp dưới, chúng ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trường hợp nào dưới đây vật có cơ năng, hay còn gọi là năng lượng cơ học. Trường hợp 1, tảng đá nằm trên mặt đất. Trường hợp 2, tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất. Trường hợp thứ 3, chiếc thuyền chạy trên mặt nước. Ở trường hợp thứ nhất, các em thấy khi tảng đá nằm trên mặt đất, thì tảng đá không có khả năng thực hiện công cơ học. Khi đó ta nói tảng đá không có cơ năng. Trường hợp thứ 2, các em quan sát khi tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất, tới một độ cao h nào đó, khi đó tảng đá có khả năng thực hiện công cơ học và người ta nói tảng đá khi đó là có năng lượng này tồn tại ở dạng thế năng. Tức là trường hợp này, tảng đá có cơ năng. Trường hợp thứ ba, khi chiếc thuyền chạy trên mặt nước, thì chiếc thuyền có khả năng thực hiện công cơ học, khi đó năng lượng của chiếc thuyền tồn tại ở dạng động năng.
Và người ta nói chiếc thuyền chạy trên mặt nước là có cơ năng. Như vậy qua hỏi chấm 1 này, chúng ta đã nhắc lại được rằng một vật có năng lượng khi nào? Khi vật đó có khả năng thực hiện công cơ học. Hay nói cách khác là một vật có cơ năng khi vật đó có khả năng thực hiện công cơ học. Các em tìm hiểu tiếp cho cô câu hỏi thứ 2. Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng? Trường hợp thứ nhất, làm cho vật nóng lên. Trường hợp thứ hai, truyền được âm. Trường hợp thứ ba, phản chiếu được ánh sáng. Trường hợp thứ tư, làm cho vật chuyển động. Đáp án của chúng ta là làm cho vật nóng lên. Như vậy, làm cho vật nóng lên, đây chính là một biểu hiện của nhiệt năng. Qua nội dung hai câu hỏi vừa rồi, các em hãy hoàn thành cho cô kết luận 1 vào vở. Ta nhận biết được một vật có cơ năng khi nó có khả năng. Có nhiệt năng khi nó có thể. Chấm các vật khác. Các em hãy suy nghĩ và hoàn thành kết luận 1 vào vở của mình. Ta nhận biết được một vật có cơ năng khi nó có khả năng thực hiện công. Có nhiệt năng khi nó có thể làm nóng các vật khác. Như vậy, các em thấy hai dạng năng lượng, cơ năng và nhiệt năng, chúng ta có thể nhận biết được trực tiếp thông qua các biểu hiện như là khả năng thực hiện công hay là khả năng làm nóng các vật khác. Vậy còn các dạng năng lượng khác thì sao? Như điện năng, hóa năng hay quang năng thì bằng cách nào chúng ta có thể nhận biết được? Các em cùng tìm hiểu hai la mã năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng. Trong thực tế đời sống, chúng ta có rất nhiều các thiết bị mà các thiết bị đó thực hiện nhiệm vụ là biến đổi từ dạng năng lượng ban đầu thành dạng năng lượng cuối cùng mà chúng ta cần sử dụng. Sau đây, cô có câu hỏi thứ 3. Hãy quan sát hình vẽ các thiết bị của cô. Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào ở các bộ phận 1 và 2 của mỗi thiết bị. Hãy điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở mỗi bộ phận đó. Cô nhắc lại, cô sẽ chiếu cho các bạn xem một số hình ảnh của các thiết bị. Và nhiệm vụ là các em sẽ điền các dạng năng lượng xuất hiện ở mỗi bộ phận 1 và 2 của các thiết bị. Các em quan sát thiết bị thứ nhất, cô đặt tên là thiết bị A. Thiết bị A ở đây gồm có hai bộ phận. Một là dynamo xe đạp và hai là bóng đèn. Thế thì khi mà xe đạp chuyển động thì làm cho núm của dynamo quay và khi đó dynamo hoạt động. Ở chương trước chúng ta đã tìm hiểu về hoạt động của dynamo rồi. Khi dynamo hoạt động thì nó sẽ chuyển hóa cơ năng thành điện năng. Dòng điện này được dẫn truyền qua bóng đèn là thiết bị số 2. Cô lưu ý một chút, bóng đèn ở đây chúng ta dùng là bóng đèn sợi đốt. Và nguyên lý hoạt động của bóng đèn sợi đốt là khi có dòng điện chạy qua, dây tóc bóng đèn sẽ nóng tới nhiệt độ cao rồi phát sáng. Như vậy ở bộ phận thứ 2 sẽ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng. Như vậy dạng năng lượng ban đầu của thiết bị A là cơ năng và dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết được là nhiệt năng. Cô mời các em quan sát tiếp thiết bị thứ hai. Cô đặt tên là thiết bị B. Trên hình ảnh, đây là mô hình của một chiếc máy sấy tóc.
gồm có hai bộ phận. Một là phần động cơ ở bên trong của máy sấy tóc, hai là phần cánh quạt gió ở phía bên ngoài. Thế thì khi có dòng điện chạy qua động cơ thì động cơ sẽ quay, sẽ chuyển động. Như vậy, bộ phận 1 sẽ chuyển hóa điện năng thành cơ năng. Cơ năng này ở dạng động năng. Khi đó, các khối không khí sẽ chuyển động tới gặp cánh quạt ở bộ phận số 2 và làm cho các cánh quạt quay. Bộ phận thứ 2 chuyển hóa động năng thành động năng. Dạng năng lượng ban đầu ở thiết bị B là điện năng. Và dạng năng lượng cuối chúng ta nhận biết được đó là động năng. Các em cùng tìm hiểu thiết bị C. Thiết bị C ở đây có hai bộ phận. Một, các em quan sát, đây là đèn cồn. Và bộ phận thứ hai, đây là piston và xi lanh. Thế thì ở bộ phận 1, khi cồn cháy, tức là đã xảy ra phản ứng hóa học và sinh ra nhiệt. Vậy, đèn cồn đã chuyển hóa hóa năng thành nhiệt năng. Nhiệt năng của đèn cồn sinh ra được truyền cho phần chất lỏng ở bên trong của bình chứa, làm cho chất lỏng này nóng lên và tạo ra áp suất, gây ra áp lực để đẩy piston chuyển động. Khi đó, piston đã chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng. Vậy dạng năng lượng ban đầu ở thiết bị C là hóa năng. Và dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết được đó là sự chuyển động của piston, đó chính là cơ năng. Chúng ta nghiên cứu tiếp thiết bị D. Ở thiết bị D, bộ phận 1 ở đây là quả pin. Còn bộ phận 2 là bóng đèn. Câu lưu ý, bóng đèn này cũng là bóng đèn sợi đốt, giống như bóng đèn ở thiết bị A. Bộ phận 1, khi chúng ta đóng khóa K, thì sẽ có dòng điện chạy từ cực dương qua dây dẫn, qua bóng đèn và đi về cực âm của nguồn điện. Như vậy, quả pin đã chuyển hóa dạng năng lượng hóa năng thành điện năng. Ở bộ phận thứ hai, chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng. Như vậy, dạng năng lượng ban đầu là hóa năng và dạng năng lượng cuối cùng ta nhận biết được là nhiệt năng. Em cùng cô tìm hiểu nốt một thiết bị nữa. Trên hình vẽ cô có thiết bị E. Thiết bị E ở đây gồm có hai bộ phận. Bộ phận 1 đây chính là một chiếc gương cầu nõm. Chiếc gương cầu nõm này có tác dụng là để hội tụ ánh sáng mặt trời. Bởi vì mặt trời ở rất xa trái đất cho nên các tia sáng khi chiếu tới mặt của gương cầu nõm, chúng ta coi như chúng là chùm tia sáng song song. Khi gặp mặt gương cầu nõm sẽ tạo thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm, chính là ở tâm của gương cầu nõm. Người ta đặt vào tâm gương cầu nõm một bộ phận thứ hai, đó là một ấm đựng nước. Sau một khoảng thời gian, chúng ta thấy ấm nước này nóng lên và thậm chí nước có thể sôi, bốc hơi. Vậy bộ phận thứ hai đã giúp chuyển hóa quang năng thành nhiệt năng. Dạng năng lượng ban đầu là quang năng và dạng năng lượng cuối mà ta nhận biết được là nhiệt năng.
Sau khi tìm hiểu 5 thiết bị, cô có một bảng tổng hợp kết quả của 5 thiết bị như sau. Các em cùng quan sát. Chúng ta chú ý đến dạng năng lượng ban đầu và dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận được ở các thiết bị. Trong quá trình hoạt động của các thiết bị thì đã có sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Nhưng bây giờ các em hãy quan sát dạng năng lượng ban đầu và dạng năng lượng cuối cùng ta nhận biết được. Hãy trả lời cho cô câu hỏi thứ tư. Các trường hợp trên cho ta nhận biết được điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng đã được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Cô tin là các em đều đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Hãy quan sát trên màn hình, đối chiếu với câu trả lời của cô. Các trường hợp trên cho ta nhận biết được điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng đã được chuyển hóa thành cơ năng và hoặc là nhiệt năng. Bây giờ cô có một nhiệm vụ tiếp theo. Các em hãy hoàn thành cho cô kết luận 2 vào vở của mình. Ta nhận biết được các dạng năng lượng như điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng chuyển hóa thành đó là cơ năng hay nhiệt năng. Nói chung, mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều có kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Như vậy, cô cùng các em đã đi tìm hiểu được các vấn đề. Thứ nhất là chúng ta đã nhắc lại được 5 dạng năng lượng. Thứ hai là chúng ta đã biết cách nhận biết một vật có cơ năng khi nào, một vật có nhiệt năng khi nào. Cũng đã biết cách nhận biết các dạng năng lượng khác như điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng được chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng. Và nói chung, mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều sẽ có kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Bây giờ các em hãy vận dụng những nội dung kiến thức mà chúng ta vừa học được để làm cho cô một số câu hỏi sau. Ba la mã, luyện tập. Câu 1. Bằng giác quan, ta nhận biết được một vật có cơ năng nhờ dấu hiệu nào sau đây? A. Phát sáng. B. Đổi màu. C. Chuyển động. D. Nóng lên. Câu 2. Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng? A. Cơ năng. B. Điện năng. C. Hóa năng. Và D. Quang năng. Cô mời các em hãy suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời của mình. Bây giờ các em hãy so sánh kết quả của mình với đáp án của cô nhé. Câu 1. Chúng ta nhận biết được một vật có cơ năng nhờ dấu hiệu. Đó là đáp án C, chuyển động. Câu 2. Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng? Đó là đáp án B, chính là điện năng. Bây giờ cô có một câu hỏi thứ 3 khó hơn một chút. Các em tập trung quan sát và suy nghĩ. Câu thứ 3. Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước.
cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian. Nhiệt độ của nước trong bình tăng từ 20 độ C lên 80 độ C. Hãy tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule trên kg K. Cô có các đáp án như sau. Đáp án A, 404.000 joule. Đáp án B, 504.000 joule. Đáp án C, 554.000 joule. Và đáp án D, 644.000 joule. Bây giờ cô sẽ dành một khoảng thời gian để các em suy nghĩ, tìm hướng giải cho câu số 3. Cô tin là các em đã có cái phương án đường hướng giải cho mình rồi. Bây giờ cô hướng dẫn nhanh các em như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đề bài. Bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Thế thì theo như lớp 8 chúng ta đã được học và đã có cái sự chuyển đổi thể tích là 2 lít nước thì khi đó khối lượng sẽ là 2 kg. Nhiệt độ ban đầu của nước là 20 độ C. Nhiệt độ sau khi tăng lên sẽ là 80 độ C. Nhiệt dung riêng là 4.200 joule trên kg K. Mục tiêu bây giờ chúng ta cần đi tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Vậy để tính được phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước thì các em hãy đi tính cho cô nhiệt lượng mà nước đã nhận được để làm nóng lên. Và cái nhiệt lượng mà nước đã nhận được thì chúng ta sẽ thực hiện theo công thức của lớp 8. Đó là Q bằng MC nhân delta T, tức là độ tăng nhiệt độ, ở đây chính là T2 trừ đi T1. Sau đó, chúng ta sẽ thay số vào. Thay số, M là 2 kg, C là 4.200, T2 là 80 độ C, T1 là 20 độ C. Và Kema sẽ nhanh chóng tính được kết quả cho cô. Đó chính là 504.000 joule. Phần nhiệt lượng mà nước đã nhận được để nóng lên, đó chính là phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Như vậy, phần điện năng dòng điện đã truyền cho nước là 504.000 joule. Vậy chúng ta chọn được đáp án là đáp án B. Như vậy chúng ta đã vận dụng được các kiến thức, các nội dung đã học trong bài ngày hôm nay để làm một số câu hỏi, một số bài tập nho nhỏ của cô. Bây giờ các em hãy nhớ lại toàn bộ kiến thức mà chúng ta đã học từ đầu bài đến bây giờ. Và các em cần ghi nhớ. Thứ nhất, ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công. Đó là đối với dạng năng lượng là cơ năng. Hay làm nóng các vật khác. Đó là dạng năng lượng, nhiệt năng. Thế còn các dạng năng lượng còn lại, ta nhận biết được hóa năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng. Nói chung, mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Lúc đầu thì cô có cho các em quan sát một số hình ảnh và các em đã đoán được cái chủ đề, cái vấn đề chúng ta nói tới ngày hôm nay, đó là năng lượng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại các hình ảnh ban đầu. Thế thì hình ảnh đầu tiên của cô có một chiếc xe ngựa. Khi mà ngựa kéo xe thì xe sẽ chuyển động. Như vậy khi chiếc xe chuyển động thì tồn tại một dạng năng lượng, đó chính là động năng. Hay nói cách khác là cơ năng. Trường hợp thứ hai, hình ảnh này các em sẽ rất là quen thuộc.
Các quả táo khi ở trên cây, nó có một độ cao so với mặt đất. Như vậy, các quả táo này đang tồn tại một dạng năng lượng là thế năng. Khi nó rơi xuống, thì thế năng dần dần chuyển hóa thành động năng. Như vậy, ở bức ảnh thứ hai, cái điều cô muốn nhắc tới ở đây cũng là cơ năng. Bức ảnh thứ ba, hàng ngày chúng ta vẫn dùng bếp ga để nấu nướng, để đun thức ăn. Thế thì khi ga cháy sẽ tạo ra phản ứng hóa học, sinh ra nhiệt. Như vậy ở đây đã có sự chuyển hóa năng lượng từ hóa năng thành nhiệt năng. Nhiệt năng này để sử dụng đun nấu thức ăn hoặc là các nhiệm vụ khác trong gia đình. Bức ảnh thứ tư, đây là hình ảnh của một số loại bóng đèn. Thế thì các bóng đèn này là chạy bằng điện. Khi đó chúng sẽ biến đổi điện năng thành nhiệt năng hoặc là quang năng. Bức ảnh thứ năm, ở đây cô muốn nói tới một dạng năng lượng sạch, một dạng năng lượng trong tự nhiên, đó là năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời sẽ được chuyển hóa thành điện năng thông qua các tấm pin quang điện. Bức ảnh cuối cùng, năng lượng ánh sáng mặt trời còn có thể sử dụng để nấu ăn. Đây chính là thiết bị ban nãy mà cô đã phân tích cho các em. Gương cầu nõm tập trung ánh sáng mặt trời. Khi đó quang năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Trong thực tế thì mọi quá trình trong tự nhiên đều có gắn kèm theo sự biến đổi và chuyển hóa các dạng năng lượng. Dạng năng lượng cuối cùng mà chúng ta cần sử dụng không phải tự nhiên mà có. Chúng đều được chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác mà thành. Và năng lượng là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện trạng ngày nay là một số nguồn năng lượng đang bị sử dụng một cách quá mức, lãng phí và không đúng cách, cho nên dẫn đến những hậu quả không tốt, ví dụ như gây ra khói bụi, gây ra ô nhiễm môi trường, gây ra hiệu ứng nhà kính. Thế rồi dẫn đến tình trạng là các nguồn năng lượng ngày càng bị cạn kiệt. Vậy cô muốn chuyển tới các em một thông điệp, đó là chúng ta cần sử dụng các nguồn năng lượng một cách hợp lý và tiết kiệm để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình. Chúng ta cần tăng cường sử dụng những dạng năng lượng sạch, những dạng năng lượng tự nhiên như là năng lượng của gió, chúng ta sử dụng sức gió, sử dụng năng lượng mặt trời. Đây là bình thái dương năng này, sử dụng năng lượng mặt trời để chuyển hóa thành các dạng năng lượng mà chúng ta cần thiết, cần dùng. Và ngay bây giờ, sau giờ học này, ngay sau tiết học này, các em hãy quan sát trong gia đình nhà mình. Chúng ta đang sử dụng rất nhiều các thiết bị dùng điện, như là quạt điện, nồi cơm điện, nồi áp suất, rồi các loại đèn điện. Các em hãy hưởng ứng cho cô phong trào giờ trái đất. Hãy tiết kiệm điện năng mọi lúc, mọi nơi nếu có thể. Hãy tắt hết các thiết bị điện khi không cần thiết. Cô có một nội dung nho nhỏ để hướng dẫn các em về nhà tự học như sau. Thứ nhất, cần nắm vững học thuộc các nội dung phần ghi nhớ. Thứ hai, cần làm các bài tập tương ứng với các nội dung mà ngày hôm nay chúng ta đã học trong sách bài tập của mình. Thứ ba, nghiên cứu trước nội dung bài định luật bảo toàn năng lượng. Cô xin cảm ơn tất cả các em đã đồng hành, đã chú ý lắng nghe trong tiết học ngày hôm nay. Cô xin chúc các em học tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cô xin chào và hẹn gặp lại.